Chào mừng mọi người tới với Dior. Đây là đáng yêu, vô cùng chu đáo. À, về nước hoa, nước hoa và một bộ sản phẩm. Chị rất là thích cái này luôn đó mọi người, một sản phẩm rất là hot. Cái kem dưỡng mà kem dưỡng đa năng á. Dưỡng da, má hồng, son môi, phấn mắt đầy đủ hết từ A đến Z, nước hoa. Này là đo outdoor gì? Cái này là indoor nè, event nè, còn này là chụp outdoor OTD. À. Bộ này là indoor hả? Bộ đi indoor xong rồi để tối event đó. Get ready with Lương Thùy Linh. Mọi người sẽ cùng đến với ngôi nhà của Châu Vũ. Ở đâu vậy? Đây thôi em ơi. Người ta bạn có quay thêm không? Như thế. Mình phá từng ngõ ngắt nha mọi người. Xin các bạn ơi, vào lọt vào. Wow, quá. Đây là hợp lý gì vậy? Em ơi, tối vậy ạ? Thế nào ấy? Thì kì á, sao nhớ hồi sáng thì sáng chị để tóc dài lắm mà. Trời ơi, mất cười. Gì vậy? Nó tụ quá chứ. Nó đắt mùi, tụ có thể luôn đi. Thôi, bây giờ có tiền để tóc thì cũng xinh, đúng không? Không. Ôi oh my god. Sợ quá chứ là. Ê, giờ cái tóc này bà làm xấu ý. Là sao vậy mẹ? Nghĩa là kêu để người ta về nhà tẩy trang chứ má không chịu. Đúng rồi. Cái bánh này là sao? Một bịch. Này
mà để có bông này. À bên này có bông. Ê nó nghe nè. Nó lấy cho có bông mà xài gì? Lại còn có mấy cái để tao xài. Đấy, tôi hỏi các bạn, đi sang đây tẩy trang, rửa mặt, dùng serum, xong rồi quên luôn cả máy quay ở đây, tôi hỏi không có tôi thì phải mất được không? Đấy, đấy thế mà còn bắt nạt chị. Đấy, và ngủ ở đây đi thì không chịu cơ. Đấy, Thùy Tiên.